Cách đây ít ngày, cộng đồng game thủ lật lờ còn đang cười ngã nghiêng khi Rắc Cây Lô, nhà cựu vô địch Thế giới Liên minh huyền thoại, bị lộ lịch sử web tìm chùa cầu duyên. Nhưng cho đến hiện tại, chỉ chưa đầy một tháng sau, anh chàng này đã được phát hiện đang hẹn hò. Cụ thể, Rắc Cây Lô bị cư dân mạng bắt gặp đang đi chơi cùng một cô gái, và sau đó, danh tính của nhân vật nữ cùng nhanh chóng được tìm ra. Cô gái này không phải ai xa lạ đối với hội phan cứng của A Thủy mà chính là người đứng top 2 đô na trên kênh stream của anh chàng. Ngay sau khi tin hẹn hò với Rắc Kelo bị lộ, bạn gái của anh chàng này đã đóng mọi tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, những hình ảnh cũng thông tin của cô vẫn được chia sẻ rộng rãi. Theo nhiều nguồn tin, bạn gái Rắc Kelo là một thiên kim tiểu thư giàu có, đam mê liên minh huyền thoại và đồng thời cũng là một streamer. Được biết cô nàng này đã đô na cho kênh sơ chim của Jack Kelo số tiền lên tới 200.000 nhân dân tệ, khoảng 711 triệu đồng, đứng top 2 trong danh sách đô na. Có lẽ nhờ việc trăm đô na mà cô đã có cơ hội trò chuyện với thần tượng của mình, và hai người cũng tiến tới hẹn hò. Chân dung bạn gái mới của Jack Kelo Tuy vậy, chuyện tình của Jack Kelo cũng vướng phải một vết gận khi người đứng top một đô na trên kênh sơ chim của anh cũng là một fan nữ khác đã đăng đàn để trách móc về sự bất công của nam tuyển thủ trong việc đối xử với fan hâm mộ. Cô nàng này cho biết, mình đã donate cho Rắc Kê Lô tới 500.000 nhân dân tệ, khoảng 1,7 tỷ đồng, gấp đôi số tiền mà bạn gái Rắc Kê Lô bỏ ra, nhưng lại chưa từng được có cơ hội trò chuyện với anh chàng này. Nữ fan cứng này tiết lộ rằng mỗi lần Rắc Kê Lô gặp thất bại, cô đều donate số tiền lớn và nhắn tin an ủi, nhưng Rắc Kê Lô chưa bao giờ hồi âm. Cho đến khi thông tin về việc anh và Top 2 Dona hẹn hò được công bố, thì bản thân cô lại cảm thấy bất công vì cách đối xử khác biệt của anh đối với hai người. Cô gái này cũng tâm sự rằng cô thực sự yêu mến Razzkello và số tiền 50 vạn tệ đối với cô cũng không phải là con số lớn, nhưng đến lúc này thì cô cảm thấy tình cảm và tiền bạc mà mình đã bỏ ra cho thần tượng quả thực đã lãng phí. Ngoài ra, cô cũng nhấn mạnh thêm rằng bài viết này không nhằm mục đích đòi hỏi tình yêu của Razzkello mà chỉ cảm thấy bị đối xử bất công. Cô cũng tuyên bố sẽ không đô na cho tuyển thủ của Top Esports nữa, và dĩ nhiên cũng không can thiệp vào chuyện tình cảm của anh. Quả thực là một câu chuyện éo le đối với Rắc Kê Lô, khi lần đầu biết yêu đã vướng phải rắc rối. Dẫu vậy, lời chỉ trích của cô nàng phan tốt một kia quả thực cũng không sai, bởi nếu những gì cô gái này chia sẻ là sự thật thì Rắc Kê Lô đúng là đã có phần vô tâm với một fan hâm mộ luôn ủng hộ anh hết mình